Bạn thân mến, ngày hôm nay mình đang có mặt thăm khoa Business của trường Đại học Quốc gia Seoul SNU, trường số 1 tại Hàn Quốc, trong chuyến thăm làm việc trực tiếp theo lời mời của Đại học Quốc gia SNU. Chúng ta hãy cùng review về điều kiện tuyển sinh của trường Đại học Quốc gia SNU để các bạn cùng hiểu và cân nhắc xem mình có muốn trở thành và đủ khả năng trở thành một sinh viên của SNU không nhé. Đầu tiên về viễn tiếng, một điều may mắn đó hiện nay SNU có nhận sinh viên Việt Nam, tức là các bạn nếu có điểm GPA từ 8.0 trở lên, các bạn đủ điều kiện để apply vào SNU. Các bạn nên chú trọng việc học, đặc biệt quan trọng tài chính gia đình nên vững vàng để tránh trường hợp chúng mình có những lo lắng về mặt tài chính trong quá trình học tập tại SNU. Nhưng một lần nữa, lời khuyên của Mét là ngay cả khi bạn đủ điểm GPA để apply vào SNU, các bạn vẫn cần phải cân nhắc lực học của mình. Nếu thực sự các bạn vững vàng về tri thức, tự tin vào khả năng học tập và tài chính của mình thì SNU là môi trường học tập không thể tốt hơn. Đó chính là lý do đây là cái nôi của rất nhiều tổng thống Hàn Quốc, rất nhiều các CEO lớn như là tổng thống đương nhiệm hiện nay của Hàn Quốc cũng là cái nôi từ SNU ra. Vậy bạn có từng tự hỏi là học phí của SNU có cao không? Ngày hôm nay Mép cùng bạn khám phá nhé. Học phí của trường hiện nay là tầm khoảng 7 triệu won một năm. Với mức phí này, SNU được coi là một trong những trường có học phí đắt nhất trong hệ thống các trường có giảng dạy hệ tiếng dành cho sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Nếu các bạn lên chuyên ngành, học phí không hề cao. Phổ biến nhất đó là chúng ta thích ngôn ngữ văn học Hàn đúng không ạ? Hoặc là nếu mà bạn thích những ngành liên quan đến truyền thông, đến business, vốn là sinh viên Việt Nam học được và học nhiều ở Hàn Quốc thì mức phí của SNU rất rẻ, chỉ tầm khoảng 2,4 triệu won. Nếu các bạn thích những ngành liên quan đến khoa học tự nhiên, đến kỹ thuật, mức phí cũng rẻ, chỉ tầm khoảng 2,9 triệu won. Mép chào đón các tài năng xuất sắc của Việt Nam đến với SNU để ghi danh vàng trong bảng tổng sắp của SNU nhé.